cho các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn cách bạn cách làm nhận được 1.000 đồng token Dragon BTC. Một số thông tin về đồng token này: số tổng công phát hành là 10 tỷ, đã có 1.835 tập khoản holder và đã phát sinh 2.848 đợt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1 là xác chắc quan chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy quan chắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chưa lắc của bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tập phần vào ví cho mình, ký hiệu D BTC sẽ tập phần 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm một cần. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập phần vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net, truy cập vào bước 2 link dưới bỏ đây nhé để nhận tập phần. Rồi các bạn kéo xuống phần dưới này là có một số thông tin về đồng token này, các bạn có thể vào đây để đọc nhé. Đây, chương trình Adrop sẽ kết thúc vào 129 ngày nữa và liếp lên sàn Pancasgap vào ngày 31 tháng 1. Min mua thấp nhất là 0.05 BLT, các bạn có thể bỏ vốn đỏ ra để mua đồng token này không tích trữ thêm dài nhé. Rồi bạn cần làm thì các bạn kéo xuống phía dưới này, yêu cầu Power ngày hôm nay cần làm Power đây, các bạn nhấp vào đây, cần làm 7 Power, các bạn nhấp tiếp vào đây nhé. Rồi khi ra là 0.01042 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Chờ tí, là gì các bạn đang nói đây. Các bạn nhấp thông xin tương dõi website clam.net nhé, để cập nhật những dự án nội phí phần thể token mới nhất trên về mạng quay lại dưới bất trên. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cả làm lại phát nữa này, với 0.0492 BNP các bạn mình xác nhận. Mình đã có làm được rồi. Đây, 1.000 DBTC này. Để có một câu hỏi mất thời gian của các bạn thì các bạn cứ chờ để có làm thôi nhé. Một ví khác mình đã có làm được, ok rồi. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.